Mỗi giải gốc diễn ra đều có một câu chuyện riêng. Những khoảnh khắc không thể nào quên. Những cố gắng, nỗ lực và vinh quang. Xin giới thiệu giải gốc Bamboo Airways Esteem Tournament, cất cánh tuổi thanh xuân. Câu chuyện về tinh thần nỗ lực không giới hạn của tập đoàn FLC, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành quy mô, với nhiều lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như bất động sản, hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, hệ thống sân golf 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và nông nghiệp. Với 18 năm hình thành và phát triển, đang vươn mình tới những đỉnh cao. Bamboo Airways Esteem Tournament, cất cánh tuổi thanh xuân. Giải đấu mừng sinh nhật tập đoàn FLC, tuổi 18 căng tràn nhựa sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại thử thách, vươn mình tới vinh quang. Diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tại FLC Gốc Linh Sầm Sơn, điểm hẹn của những giải gốc đỉnh cao. Quy tụ hơn 2.000 golfer tham dự, sở hữu cơ cấu giải thưởng hàng trăm tỷ đồng với 18 xe hơi hạng sang và vô vàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy ghi tên mình vào giải đấu để thử thách bản thân và giành chiến thắng tại sân chơi có 102 này. Hotline 0972 505 083.